Vâng, xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với siêu thị ô tô Bica Hà Nội. Và chúng tôi hôm nay mới về cho quý anh chị các bạn một cái mẫu xe Toyota Fortuner máy xăng 2 cầu hay còn gọi là phiên bản cao cấp, sản xuất năm 2017, nhập khẩu nguyên chiếc các bạn nhé. Anh chị em có thể thấy thì thời điểm từ mùng 7 tháng 1 năm 2017 thì Toyota Fortuner được chính thức nhập khẩu về Việt Nam với 3 phiên bản, trong đó là có phiên bản máy dầu số sàn, máy dầu số tự động 1 cầu và máy dầu số tự động 2 cầu hay còn gọi là phiên bản cao cấp nhất. Đây là phiên bản cao cấp nhất các bạn nhé. Phiên bản cao cấp nhất hiện tại đang có tại showroom của chúng tôi. So với lại tất cả những dòng xe Toyota Fortuner thì phiên bản này là phiên bản cao cấp nhất. Nó được trang bị bởi hàng loạt những công nghệ tiên tiến và hiện đại bậc nhất hiện nay. Xe được đăng ký với biển số Sài Gòn, xin lỗi các bạn, biển số Cao Bằng các bạn nhé. Ở phiên bản cao cấp này thì khác so với lại phiên bản thấp. Ví dụ như là cái hệ thống đèn pha, đèn cốt, đặc biệt là đèn chiếu sáng ban ngày thì đều được trang bị công nghệ đèn LED các bạn nhé. Thậm chí là công nghệ đèn beam LED này các bạn nhỉ. Đấy, đèn LED. Còn ở phiên bản số sàn máy dầu và phiên bản số tự động một cầu thì được trang bị công nghệ đèn halogen. Đấy. Cái thiết kế bên ngoài thì các bạn cũng có thể nhìn thấy được trang bị với hàng loạt những cái thanh kim loại hay là thanh mạ chrome, trông rất là bắt mắt và sang trọng các bạn nhé. Bắt mắt và sang trọng. Cái dòng xe Fortuner nhập khẩu này thì nó được đánh giá rất là cao bởi cái khả năng vận hành rất là mạnh mẽ, kết cấu khung gầm vô cùng vững chắc và đặc biệt hơn nữa là tiết kiệm nhiên liệu hơn rất nhiều so với những cái dòng xe khác, hoặc là những cái dòng xe tiền nhiệm các bạn nhé. Xe thì rất là mới, lốp vẫn còn rất là nguyên bản theo xe các bạn ạ. Đây, lốp còn sản xuất năm 2017 các bạn nhé. 2017 lốp nguyên bản theo xe hết các bạn nhé. Đấy, xe này rất mới, rất là mới các bạn nhé. Chúng tôi mới về từ 4 giờ sáng ngày hôm nay và gần như là không cần phải sơn xi gì cả các bạn nhé. Đấy. Đây các bạn nhìn này. Khi mà các bạn mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng ấy thì các bạn sẽ phải quan tâm đến khá nhiều những yếu tố, trong đó là có xe có bị tai nạn hay không, có bị ngầm nước hay chưa, có bị tháo cổ máy hay không. Đặc biệt hơn nữa là giấy tờ an ninh an toàn có đảm bảo cho quý như các bạn hay không các bạn nhé. Thì nếu anh chị em nào đang quan tâm vấn đề giá xe thì có thể tua nhanh đến đoạn cuối của video clip. Còn nếu như anh chị em nào mà không có điều kiện thời gian đến trực tiếp tại showroom thì chúng ta có thể lán lại một chút qua màn hình nhỏ để có thể trải nghiệm kỹ hơn về cái chất lượng keo chỉ này, cái tắp đi cửa này, rồi đây các bạn nhìn này. Đấy, chất liệu sơn này, rồi chất liệu nội thất của nó cụ thể thế nào các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này. Đến với siêu thị ô tô Bica Hà Nội ấy, thì chúng tôi cam kết cho các bạn cả 5 tiêu chí vàng, giúp cho quý cho các bạn hoàn toàn yên tâm để sở hữu nó mà không cần phải đắn đo suy nghĩ. Cái hay của cái dòng xe 2 cầu này hay còn gọi là dòng bản cao cấp này đã được trang bị cái cốp điện rồi các bạn nhé. Đấy, cốp điện này. Đấy, cốp điện. Cái này cũng rất là giá trị các bạn nhé. Cốp điện thì đã được trang bị rồi. Đấy, ghế được trang bị ghế da, dán phim cái nhật chính hãng. Đấy, cốp điện này. Nó rất là tiện lợi các bạn ạ. Đấy. Chỉ ở phiên bản cao cấp nhất là ví dụ như là Fortuner máy dầu 2 cầu, Fortuner máy xăng 2 cầu mới được trang bị cái cốp điện các bạn nhé. Cốp điện. Đây là phần gầm các bạn nhìn này. Phần gầm này. Đấy, rất là mới, rất là đẹp các bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp các bạn nhá. Đấy. Dán phim cái nhiệt chính hãng 3M các bạn nhá, là một trong những cái hãng phim rất là tiêu chuẩn, đạt tiêu chuẩn toàn cầu, tiêu chuẩn của Mỹ các bạn ạ. Đây. Xe được trang bị rất nhiều những trang thiết bị phụ kiện. Thời điểm năm 2017 thì các bạn có thể thấy thì để sở hữu một cái mẫu xe Toyota Fortuner này các bạn có thể phải lắp thêm khoảng tầm 100 triệu phụ kiện. Thì khách hàng của chúng ta cũng thế, phải lắp thêm rất nhiều những phụ kiện. Ví dụ như là dán phim cách nhiệt chính hãng này, các loại ốp tay cửa chống xước, ốp lắp bình xăng, ốp bật lên xuống, ốp mạ chrome có đèn các bạn nhé. Đấy, đầy đủ hết. Đây các bạn nhìn này. Xe được trang bị ghế da, xe đi rất mới các bạn nhé. Rất là mới. Vô lăng lái thì gần như chưa có dấu hiệu bị mòn. Vô lăng lái này. Rồi hộp số thì trang bị hộp số tự động 4 cấp nhé. 6 cấp các bạn nhé. Động cơ 2.7. Cái dòng xe 2 cầu này thì được trang bị hệ thống cài cầu điện này. Và được vận hành dựa trên cái nguyên lý là 2 cầu bán thời gian chứ không phải là 2 cầu toàn thời gian giống như phong cũ. Nên nó rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn ạ. Cái thứ ba nữa là gì? Đối với dòng xe này thì được trang bị thêm, ví dụ như hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc này, rồi hệ thống hỗ trợ đổ đèo thì ở phiên bản một cầu, những phiên bản còn lại không được trang bị. Màn hình DVD, camera lùi đã được trang bị rồi. Lấy chuyển số trên vô lăng, cruise control được trang bị đầy đủ các bạn nhé. Cốp sau. Đấy, xe này trang bị 7 túi khí các bạn nhé. Engine startup, hệ thống đầy đủ các bạn nhé. Trang bị đầy đủ. Gương chiếu hậu tự động chống chói.
camera hành trình được trang bị đầy đủ rồi. Nếu anh chị em nào đang quan tâm đến cái dòng xe này thì các bạn có thể đối chiếu và so sánh cái giá. Anh chị em nào mua xe máy xăng một cầu, hai cầu số động này bây giờ giá niêm yết là 1 tỷ 354 triệu, giá niêm yết là 1 tỷ 354 triệu và cả đăng ký vào là 1 tỷ 500 triệu, chưa bao gồm nắp thêm phụ kiện. Tuy nhiên thì giá xe này chúng tôi đang chào bán với mức giá khá hợp lý, có thể tiết kiệm được khoảng tầm 600 triệu cho việc các bạn mua một cái xe mới các bạn nhé. Tiết kiệm 600 triệu cho việc các bạn mua một xe mới, chúng tôi đang chào bán là 900 triệu đồng và giá thì có thể thương lượng được. Và nếu anh chị em nào đang quan tâm đến những mẫu xe này thì theo hình thức trả góp thì chúng ta có thể hỗ trợ trả góp đến 70%. Như vậy chỉ cần chuẩn bị khoảng tầm 300 triệu là có thể có xe này rồi và lãi suất là 0,64% một tháng. Nếu anh chị nào quan tâm đến những cái mẫu xe đã qua sử dụng thì hãy ấn like, subscribe kênh, chúng tôi sẽ dành tặng cho những anh chị em đó một cái phiếu giảm giá trị giá từ 5 đến 10 triệu đồng vào ngay trong tài khoản của quý anh chị các bạn. Chúc các anh chị các bạn thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn.